2, 3, mở ra. Wow. Yeah. Cuối cùng là em cũng được ăn rồi. Thì nhá, đại ca ăn quả của đại ca đi. Quá đi mất. Nho rất là tươi ngon luôn. Đôi. Rồi. Hai kẹo này tí nữa mình học xong mình ăn. Cái này là đồ chơi mà. Mày lừa ta. Cái này đang chán rồi nhá, chán luôn. Cái gì không? Chả học bài nữa đi về. Ui. Sao đấy hàng không ớt? Ngày nào rồi có đồ ăn gì đến lâu rồi cũng đều bị cún đại ca chấn hết rồi. À, tớ có cái cách này. Mai nhá, cậu cứ mang đồ ăn thật đến đây, tớ sẽ mang đồ ăn giả đến, giống hệt đồ ăn của cậu luôn. Sẽ chơi trò chơi thử thách hên xui với cún đại ca. Sao hôm nay có đồ ăn gì cầm lên đây? Không phải nói nữa, tốn mệt tốn nước bọt. Mình chơi trò chơi không? Trò chơi mà thái cưới bảo với anh rồi đây, chơi không? Chơi luôn. Nhưng mà nếu mà em mà thắng là em cũng được ăn đấy nhá, đừng có mà chấn của em. Thái chuối à? Ừ, tớ đây. Tớ đang đợi thái chuối đây. Việc đầu tiên là hai cậu nhắm mắt lại, tớ sẽ chuẩn bị đồ ăn. Nhắm mắt à? Nhắm mắt thôi. Ok, được rồi, mở mắt ra. Bây giờ chọn cái nào? Tao chọn bát to. Bát to à? Ờ. Thế bát tí là của em, bát bé là của em. Nào, thế bây giờ hai bạn mở ra đi. Ôi, đồ ăn thật đấy. Đấy, đại ca ăn của đại ca nhá, em ăn của em. Lần này là công bằng nhá. Cày thế. Bóc vỏ này. Cày thế. Cuối cùng mình cũng được ăn đồ của mình. Đưa muối à? Không, nó là của em ấy. Thôi ăn nhanh đi, chơi cái khác. Nó thèm lắm rồi. Ừ. Nghỉ cho chị em ăn thế. Xong rồi, mở mắt ra. Bây giờ ai chọn trước đây? Một đứa này vừa chọn trước rồi, giờ lần tao chọn tiếp. À, lần trước là đại ca chọn mà. Thế mà nhưng mà tao chọn đồ ăn giả, mình đồ ăn thật rồi đây. Nào vậy? Gửi không thấy gì đâu ấy, bát sắt mà. Quyết định vẫn là bát to đi. Bát to à? Ờ. Thế mở. Yeah. Mày không nói là con trai à, tu vi không tình yêu. Ôi, đại ca quả lê ngon thế. Thôi lần trước thì đại ca thắng rồi, lần này để em mở trước nhá. Không nha, lần trước nha. Lần đầu tiên ấy mày thắng, xong rồi lần thứ hai tao thắng, nó hòa nhau. Bởi vì tao đại ca ra lần đầu tiên. Lại đại ca chọn. Ờ. Cái tua chắc là đồ ăn tua, vẫn là cái tua. 2, 3 mở ra. Wow. Yeah. Cuối cùng là em cũng được ăn rồi. Thế nhá, đại ca ăn quả của đại ca đi. Qua đi mất. Nho rất là tươi ngon luôn. Đôi. Rồi. Cái to này chọn luôn cái to này chứ cái gì nữa. Vẫn chọn cái to, đúng là đồ tham lam. Bị mấy lần đồ ăn giả rồi mà vẫn chơi chùa. Đại ca ơi, đồ quả to ấy. Thái chuối, mình để cái gì này? Apple pen. Bắn hết nước bọt ở đại ca rồi. Quả táo của em này, đại ca ơi. Nhìn này thơm ngon chưa? Đỏ chút. Còn đại ca cũng đỏ chút ấy. Ui dồi ôi. Mồng to thế. Rồi mở mắt ra. Lần này cho đại ca chọn luôn đấy. Chọn luôn cái to đi. Không. Ở đây là cái to ấy luôn luôn. Nào, mở ra đi. Hết xui. Mở. Đấy chưa. Đây là sự lựa chọn của đại ca nhá. Ôi giời ơi, đúng là do nhân phẩm của khách. Nhanh lên, đại ca lên 5. Bía, vừa quyết định cái bía rồi. To nhiều quá rồi, ngấy rồi. Nào, 1, 2, 3.
dứa lại ăn ngứa mồm với đại ca. Cái về đó ép thành hoa quả nước ép dứa. Họ đâu quật tao ăn. Sao không ăn luôn đi cho nó ngứa mồm. Không thì à, tao ngủ đâu. Quả dứa giả của em này. Ôi giống hệt thật luôn, nhìn còn ngon hơn quả dứa thật của anh ấy. Còn gì không thay chuối? Hết rồi. Thôi đi về đây, hết rồi nhá. Thôi anh cầm quả dứa về đi. Còn cả đồ ăn nữa. Thôi đồ ăn này để em. Lê lên cầm cầm về. Đấy, đấy chưa? Cái kế sách này của tớ tuy cậu vẫn bị chấn một tí nhưng mà cậu vẫn có cái để ăn. Tớ bị một số đồ bị chấn nhưng mà không sao nhở. Dù sao rồi, một tí còn hơn là bị chấn hết đúng không? Đúng rồi. Thôi lần sau mình lại nghĩ trò là chơi tiếp với lại thú đại ca đấy nhở. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ KN Channel nha. Đừng quên truy cập vào Facebook Hàng Channel để kết bạn với chị Hàng nha.